Thưa quý vị, cứ hơn 20 giờ mỗi tối thứ sáu và thứ bảy hàng tuần tại phố ẩm thực Vĩnh Khánh, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, xuất hiện nhóm bạn trẻ có tên là Hát để sẻ chia, Singing for Sharing. Họ mang lời ca tiếng hát kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng cùng giúp đỡ bệnh nhi khó khăn. Sau đây hãy cùng chúng tôi theo dõi hành trình ý nghĩa này quý vị nhé. Với mong muốn được sẻ chia, mang thêm chút hy vọng trong việc trị bệnh cho những em nhỏ tại các bệnh viện, nhóm Hát để sẻ chia đã sử dụng lời ca tiếng hát của mình để kêu gọi cộng đồng quyên góp tiền đóng viện phí cho các bệnh nhi nghèo. Nhóm đã hoạt động được 7 năm bằng sự miệt mài kiên trì cùng với tình yêu thương của mọi người. Hiện tại sau hơn 7 năm hoạt động thì Thủy rất là vui khi mà nhóm của mình Hát để sẻ chia Singing for Sharing đã ủng hộ cho các cháu không đủ tiền đóng viện phí tại bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 cũng như là bệnh viện Truyền máu huyết học với số tiền là 2 tỷ 589 triệu đồng. Các thành viên trong nhóm làm nhiều công việc khác nhau, có khi chưa từng quen biết nhưng đều có cùng mong muốn là mang tình yêu thương đến với những bệnh nhi khó khăn. Tùy khả năng, mỗi thành viên sẽ được phân công vào vị trí phù hợp. Người hát chính, người dẫn chương trình, kéo loa, cầm banner, cầm thùng tiền quyên góp, hậu cần, giữ xe, v.v. Trong quá trình tham gia cùng với Hát để sẻ chia Singing for Sharing thì Thủy cùng với tất cả các thành viên gặp rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà vấn đề ở đây là những cái tinh thần của tất cả mọi người cùng nhau vì mục đích chung cho các cháu, đó là một cái điều mà giúp nhóm của Thủy có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Để chiếm được tình cảm của mọi người như hiện tại, nhóm từng trải qua khoảng thời gian đầu với nhiều khó khăn. Thời gian đầu đi hát vì chưa hiểu được mục đích, ý nghĩa mà nhóm muốn làm nên chỉ nhận về sự nghi ngờ, khó chịu của mọi người. Sau thời gian dài hoạt động, nhóm dần có được lòng tin của mọi người bởi nhờ nhiều lá thư cảm ơn của bệnh viện và hơn hết là tấm lòng đáng trân quý của những người trẻ. Khi mà Di tham gia cùng với nhóm á, Di đã nhận được rất là nhiều những cái giá trị từ các bạn, từ tinh thần cho đến mối quan hệ đều được cải thiện rất là nhiều. Di rất là vui khi mà được gặp gỡ với các bạn, những người mà có cùng cái tư tưởng làm thiện nguyện mình. Và đặc biệt là cái tinh thần của mình cũng được cải thiện khi mà mình giúp đỡ được nhiều người. Mình vào trong bệnh viện mình cũng thấy được là rất nhiều những cái hoàn cảnh của các bé rất khó khăn, mới cảm thấy được bản thân mình may mắn đến cỡ nào. Không có sân khấu tráng lệ với ánh đèn rực rỡ, chỉ với vài chiếc micro trên tay cùng loa thùng kéo, những giọng hát chứa chan tình người này đã tỏa sáng theo cách dung dị nhất. Nhóm Hát để sẻ chia đang đại diện cho những người trẻ sống có ích cho xã hội và giàu lòng trắc ẩn, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.